chồn hương đã được giao bán ở trên các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và TikTok, và cả trên cả YouTube nữa. Thì gần như là các cái mạng xã hội trừ trên cái trang web điện tử là chưa bán được, vì đây nó là động vật, nó không phải là sản phẩm vật lý. Thì có một cái nghịch lý là anh em khi mà mới nuôi, chúng ta là người mới tìm hiểu, thì luôn quan tâm đến cái việc là nuôi con này nó có khó không, và đầu ra có sợ nó bão hòa như con nhím hay không. Thì nó cũng một cái nghịch lý là rất nhiều người nuôi, nhưng mà tại sao cái giá trị của nó vẫn cao? Cái cặp giống của nó từ 8 triệu đến 12 triệu, những cái cặp to hơn đến có trị giá khoảng độ 50 triệu một cặp, mà vẫn thấy nhiều người nuôi, mà tại sao cái giá trị nó không giảm? Thì chắc chắn nó phải có tiềm ẩn một cái lý do nào đó ở đằng sau. Và đây là một trong những lý do chính mà gây lên cho cái con chồn hương nó đắt. Thứ nhất là kinh nghiệm chúng ta không có. Đây là cái trại mà mình làm cách đây nhiều năm, khi mà mình cũng tập tuệ, mình tìm hiểu và mình xây dựng nó lên. Nhưng mà khi mà mình làm ấy, thì đến lúc mình làm thực tế rồi thì mình thấy rất là sai rất là nhiều. Và đến bây giờ mình phải sửa lại. Khi làm thì cái vật liệu của cái công người xây dựng lên nó rơi vào khoảng tầm độ hơn 100.000, 150.000 trên một cân chuồng, và xây dựng hết khoảng độ hơn 300 triệu. Mà đến lúc thanh lý thì được 6.000 một cân. Thì đấy là một trong những cái mà kinh nghiệm chúng ta không có. Thứ hai là trong cái quá trình nuôi ấy, thì mua phải giống đẻo, giống bệnh tật, rồi lây bệnh lây tật chết hết. Thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà kinh nghiệm chúng ta không có để chúng ta gây cho nó thiệt hại. Thứ ba nữa là về đối với cái con chồn hương ở cái khu vực miền Bắc này, nếu như mà không có kỹ thuật nuôi ấy, thì nó chỉ được một lứa thôi. Không có câu chuyện là được 2 đến 3 lứa đâu. Cái tỷ lệ lứa 2 nó quay lại nó rất là thấp. Cái thời gian mình làm cái video này nó vào ngày 4 tháng 10 dương lịch, thì ở ngoài Bắc nó đã hết mùa rồi anh em. Nhưng mà trong khu vực trong Nam thì nuôi rất tốt, nó vẫn phối bình thường. Còn cái tỷ lệ đậu hay không thì không biết, chỉ thấy người ta quay nên là nó phối nhau thôi. Còn như mình năm ngoái những cái tháng này thì nó có những con nó vẫn phối nhưng mà nó không đậu, thì nó chứng tỏ là cái nó ảnh hưởng cái thời tiết rất là nặng nề ở cái khu vực miền Bắc đấy. Thì nó có một cái nghịch lý là như vậy. Rất là nhiều người nuôi, rất là nhiều người truyền thông, rất là nhiều người muốn làm giàu từ cái mô hình này. Anh em sợ bão hòa nhưng mà cái giá trị con giống nó vẫn cứ cao, không hề giảm một đi một chút nào. Cái nó giảm nó không đáng kể. Mà nhất là cái thị trường của cái con chồn hương này thì cái con giống thì người dân ấy, người ta định vị nó là khó nuôi, cho nên là người ta không nuôi. Không nuôi cho nên là giá trị nó lại càng cao. Người ta đổ xô người ta đi nuôi cái con chồn mốc. Chồn mốc thì ở video trước mình đã nói rồi, chồn mốc thì Trung Quốc đã nuôi rồi, nó đẩy sang Việt Nam. Anh em chỉ có đẻ ra, nuôi đẻ ra là bán được giống cho những cái người mới nuôi thôi, chứ còn hàng thịt thì gần như là nó không tiêu thụ, nó kén khách, nó chê là cầy tàu ăn cám nó không mua. Còn cái con cầy hương này, chồn hương này thì bao nhiêu hàng thương phẩm nó cũng hết. Chính vì là bà con nông dân là định vị là con chồn hương này nuôi nó khó, cho nên là người ta cứ hay vào mốc, cho nên là cái con giống là nó kén khách. Còn anh em nuôi thì cứ tập trung là tìm hiểu cái kỹ thuật đúng, thì đến lúc mình làm thì mình cũng chẳng lo về cái đầu ra, giá trị nó vẫn cao, không phải bao giờ phải lo về cái đầu ra. Để rút kinh nghiệm những cái bài học của mình là cũng làm vội làm vàng rồi trả giá rất là nhiều, để đến lúc mà làm thì làm thành phẩm, đến lúc bán thì bán phế liệu rẻ như cho, giờ phải làm lại hết. Khi nào làm xong cái trại mới thì mình quay lại cho anh em xem là cái trại mới mình thiết kế nào. Xin chào anh em.